Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sao Hoa Hàn. Hôm nay, các sở hoa ngữ và Hàn Quốc có thông tin gì hot mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng mình theo dõi nhé. Khoảnh khắc đẹp nhất đám cưới Park Jun Hee đây rồi. Cô dâu chú rể khóa môi ngọt lịm tim, đâu khác gì cảnh phim bước ra đời thực. Siêu đám cưới của Park Jun Hee và Choi Tae Joon đang khiến mạng xã hội bùng nổ. Từng hình ảnh trong đám cưới đều khiến dân tình không ngừng bàn tán, chia sẻ. Khoảnh khắc hot nhất chắc chắn chính là giây phút cô dâu chú rể cùng thề nguyện bên nhau trọn đời, khóa môi ngọt ngào và bước đi những bước đầu tiên với tư cách vợ chồng. Các khách mời đã vỗ tay rào rào chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới, còn dân mạng ở nhà cũng nức lòng với khoảnh khắc này. Park Jun Hee và Choi Tae Joon cùng thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời. Anh Choi Tae Joon xin cưới Park Jun Hee làm vợ, dù là lúc vui hay buồn, lúc giàu có hay khó khăn, lúc khỏe mạnh hay đau ốm. Anh xin thề với đấng tối cao, với gia đình và với những người có mặt đây rằng vẫn sẽ luôn yêu thương, trân trọng em. Choi Tae Joon nói, về phía Park Jun Hee, có thể nguyện như sau. Em, Park Jun Hee, xin cưới Choi Tae Joon làm chồng. Dù là lúc vui hay buồn, lúc giàu có hay khó khăn, lúc khỏe mạnh hay đau ốm, em xin thề với đấng tối cao, với gia đình và với những người có mặt đây rằng vẫn sẽ luôn yêu thương, trân trọng anh. Sau lời thề nguyện, Park Jun Hee và Choi Tae Joon khóa môi ngọt ngào trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Không chỉ khách mời mà dân mạng ở nhà cũng cảm thấy hạnh phúc lây trong khoảnh khắc này. Cặp đôi bước đi những bước đầu tiên với tư cách vợ chồng mới cưới.